Không cần phải đu lên à? Cụ đào thử rồi. Nó tưởng là phải đu lên chứ. Không, phải giữ phần dưới gần như ít nắp đấy. Truyền hai cái luôn à? Mới thế đấy ạ. Cơ bụng ấy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Chim đúng không? Vâng. Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là chú Đào, chú Đào. Chú năm nay 3 tuổi. Biệt danh là Công Cụ Đào. Là Đào Hoa. Được các cháu thanh niên yêu quý gọi là Công Cụ Đào. Kinh nhỉ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wow. Hoạt động thể thao ngoài trời tại công viên Yên Sở. Một. Ba. Ừ. Hôm nay 70 tuổi. Không sai, khởi động bên kia xong ra đây đu nó khác đấy anh Trung ạ. Em vừa ra khởi động cái ra đây đu nhìn thấy nó bay hẳn. Có khi là mình cứ đi ra mình đu vội, mình đu luôn này. Có môn nào bổ trợ cái này bác? Kéo xà. Kéo xà. Chống đẩy. Nói chung là cứ tay nó khỏe. Tay phải tay phải vai đúng không? Đấy, đau vai. Cứ ăn tập thì nó không thể ngày 1, ngày 2 được. Lần đầu nhảy vào nó còn không qua được cái thứ 3. Đến cái thứ 2 là... Gì ú? Đấy. Đau không anh?